Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 tép. Hôm nay cửa hàng em xin giới thiệu với tất cả các bác một lô mic dòng BBS 6 số tự ngắt, model là GS660. Đấy, GS660, dòng mic 6 số các bác nhá. Thì toàn bộ cái lô hàng đây này, đây em đang xếp ngay trên trên bàn này cho các bác thấy. Thì toàn bộ của nó là sơn zin hết, sơn zin nguyên bản hết, hàng đẹp nguyên bản. Côn zin, bao zin luôn, chưa có sửa chữa gì hết nhá. Tất cả những cái mic như thế này là bọn em bao zin cho các bác. Tại vì là mic nhà em từ xưa đến nay là không bao giờ có chuyện sửa chữa, là bao zin luôn. Đấy. Về thương hiệu BBS thì có lẽ đây cũng không cần phải quảng cáo nhiều. Bác nào đã dùng qua mic của BBS thì đều là biết đây là một cái thương hiệu đến từ Đức. Hàng của nó là khá là xịn và hiện nay rất là phổ biến ở thị trường Việt Nam. Nói về BBS thì có lẽ là cũng cả một cái quá trình dài, cả một cái câu chuyện dài. Hiện nay thì BBS thì sản phẩm của nó thì có lẽ là phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay. Giá của BBS thì cũng không phải là dạng rẻ, cũng khá là cao, 6 đến 7 triệu cao đầu một cặp. Thậm chí là có những model như model hàng đầu nhỏ cao cấp của nó thì có thể là 9-10 triệu. Đấy. Thì BBS thì hiện nay nó có cả nhà phân phối tại Việt Nam rồi, cho nên mà hàng mới hiện nay ở thị trường cũng có. Tuy nhiên là nó cũng có nhiều loại, tầm 4 triệu hơn cũng có, 5 triệu hơn cũng có, 6, 7, 8 triệu vẫn có. Nó khá là nhiều. Đấy. Thì cái model hôm nay bọn em giới thiệu với các bác đó là model GS660. Đấy, cái này là đang còn căng nguyên cả cái cell màn hình các bác nhá. Đây, cái này là đang có cái cell màn hình, cái giấy bóng đây. Các bác bóc đây là nó rất là đẹp. Đấy, đang còn nguyên. Đây, đấy, chúng ta thấy là đang còn nguyên nhá. Đấy, thì để nguyên thế này. Thì về đầu thu của nó thì cam kết với các bác là đầu thu đẹp hết, không có cái nào móp mép, không có cái nào bị vỡ gì hết. Đầu thu thì đẹp 99%. Đấy, nguyên bản của nó nha các bác nhá. Dòng mic này thì đây, nó chạy nguồn là 8V, 1,7A, 8-9V. Có cả lỗ Canon cho các bác dùng trong cắm cái bàn mixer nhé. Đây, lỗ Canon 2 lỗ và lỗ 6 ly đầy đủ luôn. Anten dạng xoắn. Đấy. Thì như các bác biết thì tất cả những cái dòng đầu thu bé thì đều là những cái model cao cấp. Thì BBS nó có mấy dòng cao cấp của nó, là thứ nhất là dòng có model chữ GS là những cái model cao cấp của BBS. Thứ hai nữa là cái dòng đầu thu bé này cũng là dòng cao cấp. Và dòng này là dòng vị tím các bác nhé. Tay của nó thì toàn bộ tay đây, toàn bộ là sơn zin. Có những bộ thì đẹp, có những bộ thì hơi xấu một chút. Tuy nhiên là đồng giá với nhau hết. Đấy, dọa mic thì đang còn rất chi là đẹp như chúng ta thấy đây. Đây, hàng khi các bác mua thì các bác sẽ như thế nào? Thì toàn bộ giờ là cái mic này. Đây, các bác thấy nhá. Dọa mic là đang còn đẹp hết. Đấy. Tay mic thì sơn zin nút nguồn thì đang còn đẹp, kính đẹp hết cho các bác, em thấy kính đẹp hết, không có kính nào mà xấu nhá, không có kính xấu, không có kính vỡ, kính là đẹp hết, nút nguồn đẹp, các bác thấy ạ. Đấy. Tay mic thì do cái nhu cầu của nó là hàng này là hàng sơn zin cho nên mà sẽ có những cái vết chảy xước không tránh được. Đây, ví dụ như là có một vài các cái điểm móp nhỏ nhỏ thế này thì không vấn đề gì. Quá trình sử dụng mà các bác, có những cái tay thì nó cũng tương đối với nhau. Đây, các bác nhá. Đây, đặc biệt là có những cái bộ là nó hơi xấu hơn một tí, nhưng bộ này thì hơi mốt nhiều một tí. Thì cái dòng mic bãi thì nó có những cái điểm như này thì cũng không tránh được các bác ạ. Đây, em quay cụ thể cho các bác. Đấy, hàng đã được vệ sinh rất là kỹ rồi. Tuy nhiên là đấy, các cái vết mốt này thì không thể tránh được trong quá trình là chúng ta sử dụng các bác nhá. Đấy. Thì cái dòng mic này thì các bác biết rằng là bỏ qua những cái yếu tố ngoại hình thì chất lượng của nó thì các bác yên tâm, cực kỳ là hay luôn. Mic BBS thì rất hay. Đấy. Trên tay nó thì có một số cái thì nó cũng có vài cái chỗ nứt nứt như thế này, đấy chúng ta thấy. Thì cái này thì nó không tránh được trong quá trình này. Bây giờ chỉ có là thay vỏ mới đây thì nó mới đẹp được thôi. Đấy, chứ còn này. Đấy, như cái chỗ hắn hơi dạn dạ một tí như thế này. Nó cũng không ảnh hưởng về chất lượng, tuy nhiên là hình thức của nó thì nó tương đối. Lô này nó là tương đối. Đấy các bác nhá. Đấy. Dòng này thì phía trong thì tất cả những cái dòng mic này thì bên trong của em đều bao cho các bác là lẫy pin lành hết nhá. Đây, lẫy pin những cái ôm pin như thế này đều lành hết. Đấy, những cái này thì là bên em đảm bảo được, cái gì mà cam kết thì bên em sẽ cam kết, cái gì bên em hàng nó như thế nào thì bên em sẽ nói rõ trong clip này. Thì giá của lô này thì cũng khá là ok. Đây. Nó là
Tại vì nói thật với các bác là nếu như cái lô này mà bên em mà đặt được cái đít này về đấy, thì bên em sẽ bán giá nó sẽ cao hơn một chút. Tuy nhiên là do cái đít này có một số cái nó bị nứt như thế này thì bọn em sẽ bán cái lô này mà giá nó cũng hợp lý. À, bác nhá, nó cũng hợp lý thì giá một chút như thế này. Đây, tay mic thì nó như thế này, bây giờ nó sẽ có hai loại giá. Những cái mà tay mic mà nó sẽ bị nứt một chút như cái phần đít ở đây nhá, ví dụ như là cái tay này, mình sẽ bán cho các bác là giá 2,3 triệu. Đây, những cái tay mà nó nứt một tí như thế này, các bác có thể để thế này xài, các bác có thể là về gắn lại hoặc là các về dám đề ca lên thì nó còn đẹp. Đấy, nứt nhiều hay nứt ít thì cũng là tính một giá, nó có nứt là có giá là 2,3 triệu. Giá này là giá tại cửa hàng thôi nhá, đấy 2,3 triệu. Thì do vừa rồi là rất nhiều các bác thắc mắc cái chuyện là vận chuyển, tôi gần cũng giá đấy mà tôi xa cũng giá đấy, thì bây giờ em sẽ báo giá là không có bao ship. Đấy, thì giá này là 2,3 triệu là không có bao ship các bác nhá. Những cái bộ mà nứt như thế này 2,3 triệu, những cái bộ mà không bị nứt đấy, tay nó sẽ đẹp hơn, tức là cái phần dưới này không bị nứt thì giá sẽ có là 2,5 triệu các bác nhá, 2,5 triệu một bộ. Đây, những cái bộ mà tay nó không nứt như thế này đấy, thì tất cả những cái này như thế này đấy, như cái này là có một số tay nó không bị nứt, nó cũng ít thôi, nó không có nhiều. Đấy, như cái máy bộ được có mấy bộ là không nứt thế này thì sẽ 2,5 triệu. Bác nào lấy loại nào thì cứ liên hệ với cửa hàng em nhé. Đấy, còn hàng thì nó chỉ có vấn đề một chút là phần bên ngoài như thế thôi, chứ còn bên trong thì nó là như nhau hả, chất lượng thì như nhau không khác gì. Đấy, thì như em vẫn nói từ lâu đến giờ là mic BBS thì nó giá tiền của nó chỉ phụ thuộc vào cái độ đẹp và xấu thôi, nó không có phụ thuộc vào model mà cũng không có phụ thuộc vào cái giá thành, cái đời của nó. Chúng ta chỉ phụ thuộc vào hai yếu tố, cái mà phụ thuộc lớn nhất đó là về độ đẹp, mic càng xấu thì càng rẻ dù là chất lượng như nhau. Cái phụ thuộc thứ hai đó là có tự ngắt hay không, bị tím hay không, và thứ ba nó về đến model. Model của nó thì model cao cấp, model vừa đấy, bị tím tự ngắt. Cái quan trọng nhất là vận giá. Cùng một cái mic này nếu như mà sơn lại, đi sơn lại, không còn sơn zin nhé, đi sơn lại thì là giá nó sẽ khác. Cùng một cái mic này mà tay nó xấu thì giá nó sẽ khác. Đấy, cho nên mà các bác đừng so sánh cái mic này. Những cái bộ mà đẹp, thậm chí là những cái bộ loại này mà nó đẹp xuất sắc thì bọn em có thể bán hơn 3 triệu. Đấy, nó tùy vào cái độ đẹp xấu thôi. Đấy. Riêng mic BBS thì em nói rõ là tay nó chỉ phụ thuộc vào độ đẹp xấu thôi các bác nhé. Có những cửa hàng họ bán rẻ hơn một chút thì nó sẽ như thế này. Cái nút nguồn như thế này, nút nguồn là nó sẽ xấu, kính nó sẽ xấu, nó không có cái đầu thay, họ không đặt được linh kiện đấy, họ không thay được cái kính này, kính nó sẽ xấu, nút nguồn xấu, thậm chí là những cái lẫy pin nó bị gãy thì họ có thể là họ bán rẻ hơn rất nhiều, hoặc là dọa xấu đấy. Đặc biệt là cái kính hoặc cái nút nguồn này là rất quan trọng, rất nhiều cửa hàng họ không nhắc đến cái vấn đề này đấy, họ không có cái linh kiện để họ thay, họ để nguyên như thế thì có những người thì về bị rách, có người kính bị vỡ bị sứt, thì cái trường hợp đó thì giá nó sẽ khác. Vâng, em cũng xin kết thúc video tại đây nhá, xin cảm ơn tất cả các bác nhá. Nhắc lại cái giá bán của nó là một loại 2,3 triệu, là một loại tay nó hơi nứt một tí ở cái phần dưới ôm pin, cái phần nắp dưới này, như cái bộ này đấy, nó bị nứt một chút như thế này. Còn những cái mà không bị nứt thì giá 2,5 triệu. Vậy các bác nhá, xin cảm ơn tất cả các bác nhá, xin chào và gặp lại nhá.